làm sao để bạn có thể tăng like facebook thật dễ dàng trên facebook hiện nay có những hình thức và cách tăng like nào để giúp cho bạn bán hàng hiệu quả hơn xin chào bạn chào mừng bạn đã đến với thanh thịnh com mình là thịnh và trong video lần này thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn những cách những thủ thuật để bạn có thể tăng like facebook thật đơn giản và hiệu quả mà chính bản thân mình đang sử dụng và bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của Thịnh và nhớ bấm vào cái nút chuông ở bên cạnh nữa để bạn nhận được thông email thông báo mỗi khi Thịnh ra video mới về chủ đề này nha. Nếu bạn đang có quan tâm về những vấn đề bán hàng trên Facebook hoặc kinh doanh online, bạn hãy bình luận dưới video này chữ có. Nếu bạn không quan tâm về vấn đề bán hàng online trên Facebook thì bạn hãy bình luận chữ không. Khi bạn bình luận như thế sẽ giúp cho Thịnh biết được rằng bạn có quan tâm đến vấn đề mà Thịnh đang chia sẻ hay không Nếu bạn có quan tâm nhiều thì Thịnh sẽ tiếp tục ra những video để hướng dẫn cho bạn cách làm sao để bán hàng online hiệu quả hơn Hãy giúp cho Thịnh làm việc này nha Hình thức tăng like đầu tiên mà Thịnh muốn chia sẻ với bạn đó chính là hình thức tăng like chéo với nhau Hình thức tăng like chéo là như thế nào thì bạn có thể xem Ví dụ Thịnh đang để trên màn hình Đây chính là một hình thức tăng like mà Thịnh đang ứng dụng cho cộng đồng Thanh Thịnh Bùi Tim của mình có nghĩa là các thành viên sẽ like fanpage cho nhau, bạn này like cho bạn kia và bạn kia sẽ like lại cho bạn này. đó thì uh, bạn có thể thấy là con số bình luận ở trong thanh bùi tim cho bài viết này đã lên đến con số 7.000 rưỡi bình luận và vẫn không ngừng tăng. à thì cái hình thức mà tăng like chéo này chỉ phù hợp cho những cái cộng đồng, những cái group nhóm trên Facebook mà hoạt động liên tục và sôi nổi. vì thanh hình mùi tim hoạt động rất sôi nổi giữa các thành viên với nhau tương tác với nhau liên tục cho nên là cái việc diễn ra tăng like này rất mạnh mẽ và hỗ trợ cho các bạn nó tăng like fanpage cực kỳ hiệu quả luôn. Đó thì đây chính là một cái cộng đồng thanh tịnh bùi tim mà mình đang tích cực hỗ trợ cho các bạn đó. Và đây là một hình thức tăng like và mình nghĩ là bạn nên thử. Chưa hết, Thịnh sẽ chia sẻ cho bạn hình thức tăng like số 2. Đó chính là sử dụng người nổi tiếng trên Instagram. Thì hình thức này mình thấy đang nở rộ vào khoảng nửa năm trở lại đây có nghĩa là họ sử uh, sử dụng những người nổi tiếng trên Instagram để quảng bá cho cái fanpage hay cho bài viết ở trên Facebook bạn có thể thấy ở trên màn hình Thịnh đang để một cái phần ví dụ một cái mẫu ví dụ của một tài khoản người nổi tiếng uh, đang đăng sản phẩm uh, cho một người khác đó thì ở dưới cái nội dung bài viết này là có kèm có một cái đường link dẫn đến fanpage của sản phẩm luôn đó để tăng like thì cái việc này mình cảm thấy đang rất hiệu quả và người nổi tiếng ở trên Instagram được tương tác tốt hơn người nổi tiếng ở trên Facebook nữa. Đó thì mình nghĩ đây là một cái cách để tăng like Facebook rất là mới dựa vào nền tảng Instagram hỗ trợ thì bạn có thể tham khảo cách tăng like này nha. À, chưa hết đâu, mình sẽ giới thiệu cho bạn cách tăng like số 3 và mình thấy rất là nhiều nơi đang sử dụng bản thân mình cũng sử dụng. Đó chính là chèn cái fanpage Facebook vào trong website hoặc blog. À thì bạn có thể thấy À, mình sẽ để cho bạn coi một cái ví dụ đây là một cái à, cửa hàng bán quần áo thời trang nam à, thì ở trên website của cái cửa hàng này thì ở bên dưới đó họ sẽ có à, một cái phần là để vào cái fanpage facebook để cho khách hàng có thể like cái fanpage đó ngay tại trên website luôn à thì cái hình thức này phù hợp với những bạn nào mà có website nếu như mà bạn không có website á, thì cũng không sao cả hãy cùng đi theo thịnh đến những cái thủ thuật tiếp theo nha và đây là cách tăng like tiếp theo thịnh giới thiệu cho bạn đó chính là bạn sẽ sử dụng quảng cáo facebook để tăng like facebook à thì cái quảng cáo facebook này thì nó đã quá rộng rãi và phổ biến rồi thì bạn có thể thấy trên màn hình thịnh đang để cho bạn xem ví dụ về một cái mẫu quảng cáo à, gọi là bán thú cưng đó bán thú nuôi thì mẫu quảng cáo này có tương tác cực kỳ tốt và nếu bạn biết tận dụng quảng cáo Facebook để tăng like trên Facebook thì đây sẽ là một hình thức cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng cho bạn luôn thì nếu trong quá trình mà bạn muốn tìm hiểu về quảng cáo Facebook bạn có thể lên Google và gõ vào từ khóa quảng cáo Facebook Thanh Thịnh Bùi thì bạn sẽ xem những được những cái bài viết mà Thịnh đã chia sẻ và hướng dẫn về quảng cáo Facebook nhớ nha quảng cáo Facebook Thanh Thịnh Bùi thì bạn sẽ bấm vào trong những bài viết và video mà Thịnh đã hướng dẫn trước về cái hình thức quảng cáo Facebook đó, bạn sẽ bấm vào xem và trong quá trình bạn thực hành nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới bài viết Thịnh sẽ vào và giải đáp ngay lập tức ngay cho bạn luôn ha. À, nhiều đó vẫn chưa đủ đâu nha, Thịnh sẽ giới thiệu tiếp cho bạn một cách tăng like nữa, đó chính là sử dụng mini game hút like, à, mini game hút like thì Tổ chức mini game như thế nào thì thịnh lập tức để ngay cho bạn ở trên màn hình. Bạn có thể thấy đây là ví dụ của một cái cuộc thi mini game à, là một cái trò chơi nhỏ thôi mà các shop có thể tạo ra được. Đó bạn có thể uh, nhìn thấy là lượt tương tác ở nhỏ nhỏ bên dưới bạn nhìn thấy cái lượt like đó, tương tác comment cực kỳ tốt luôn. Ha thì bạn có thể thử. Mình thấy tới thời điểm hiện tại thì mini game vẫn mang về hiệu quả chứ không phải là không đâu. Tại vì khách hàng luôn luôn thích chơi game bạn hãy tạo cảm giác cho khách hàng thấy là họ đang giải trí đang được vui chơi chứ không phải là đang mua hàng đó thì nhờ những cái mini game như thế này bạn thường xuyên tổ chức thì uh, khách hàng sẽ tương tác với fanpage với facebook của bạn tốt hơn và từ đó được like cũng sẽ được tăng lên rất là đáng kể ha thì bạn có thể thử cái hình thức này thử xem sao và thủ thuật cuối cùng thịnh muốn chia sẻ cho bạn trong video ngày hôm nay đó chính là bạn sẽ sử dụng video cho fanpage facebook của mình à thì cái việc sử dụng video này đang được facebook rất ưu tiên cho người sử dụng thì tất cả những cái à, nội dung mà được đăng bằng video á, thì facebook sẽ ưu tiên hiển thị đến tất cả những người dùng ở trên facebook thì đây sẽ là một cái cơ hội rất tốt để bạn có thể tăng được like thì bạn có thể thấy được ví dụ mà thịnh đang để trên màn hình đó thì đây là một cái video rất là bình thường giải trí rất là bình thường thôi mà nó đăng từ hồi thứ sáu à, cách đây mấy ngày thôi mà đến bây giờ thì lượt like tăng lên rất là đáng kể vì người ta xem và người ta xe xem và xe cứ như thế người này xe người kia người này xe người kia và lượt like và lượt chia sẻ tăng lên rất là nhiều luôn vì một phần là video người dùng thích xem hơn một phần nữa là do Facebook đang ưu tiên hiển thị video đó cho nên là mình nghĩ là bạn nên thử sử dụng video để tăng like fanpage đi biết đâu sẽ có kết quả rất là tốt thì sao và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào Ờ, trong quá trình xem video thì bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới video để Thịnh sẽ trả lời ngay lập tức cho bạn và đừng quên bấm nút đăng ký kênh youtube của Thịnh để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí nha xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau